Em xin thân ái mến chào toàn thể quý vị. Đến với cái chương trình hôm nay, Tấm Cúc sẽ gửi đến quý vị những cái mẫu chuyện hài hước và nó ngắn và nó hài hước để gửi đến cho toàn thể quý vị có những cái tiếng cười vui cùng với lại Tấm Cúc nha. Em chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Chúc bà con mình luôn may mắn và an lành hạnh phúc nha. Thì đến với cái chương trình hôm nay, trước tiên Cúc muốn kể về cái chuyện ngắn này, nhưng mà nó nói về cái nỗi khổ của đàn ông. Nghe hấp dẫn cho quý vị đó. Như thế nào gọi là nỗi khổ của đàn ông thì em mời toàn thể quý vị mình nghe một cái mẫu chuyện này nó dắn và tới tiếp theo những cái mẫu chuyện dắn tiếp theo cho quý vị nghe nha. Đó thì mẫu chuyện hôm nay như thế này, nói về hai vợ chồng của cái cô chú này. Đó, cái một buổi tối nọ, một buổi tối thì cái ông chồng ông mở tivi, ông nằm cái ghế bố đó, ông mở cái tivi ông xem thời sự, ông xem tin tức rồi chơi gì nè. Thì cái bà vợ này bà cũng gỡ gần chỗ ông đó mà có cái tủ kiến đó quý vị. Đó. Thì bà lại bà đứng bà soi vô gương vô kiến, bà soi cái gương á, bà soi bà đứng bà ngắm nghía, bà ngắm qua bà ngắm lại bà ngắm tới ngắm luôn cái thằng bà, cái bà nói trời ơi không ngờ bây giờ mình da dẻ nó nhăn nheo, tướng tá thì nó mập lù mà trời ơi banh chành nó trơn rồi, bởi vì trời ơi trời thiệt tình là nó khổ, bởi vì đàn bà mà lấy chồng rồi nó xuống, tao nói nghe nó xuống hết biết xuống rồi, xuống nhan sắc không còn gì để nói nữa, ngồi than vậy đó. Than cố tình cho ông chồng ông nghe mà ông cứ lì ra, ông cứ nằm ở xem tivi ông lì ra, ông làm gì ông không thấy, ông không biết, ông không nghe gì hết trơn á. Bà mới tức, bà mới nói trời ơi bởi vì tôi nói tôi khổ mà lấy chồng chi rồi sanh con rồi bây giờ nó nhan sắc tôi nó xuống hết trơn, bây giờ nhìn mới nhìn vô gương mà tôi chịu không có nổi hết trơn á, bây giờ tàn phai nhan sắc cũng vì chồng vì con. Ôi, tôi chịu hết nổi rồi, bây giờ tôi quá trời tôi khổ thân biết gì đó, tôi không lấy chồng nữa, giờ lấy chồng banh chành tướng tá hết trơn, giờ này nhìn nè da thì nó nhăn cái mấy lớp nè, mập thì nó thù lù đó, rồi mắt phọt mắt tướng hết trơn rồi, ôi tôi không có chịu nổi tôi bực bội quá. Cái lúc này cái ông chồng ông nghe ông biết bả dậy đập 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 lên nè, bả nói bả xấu bả dậy đập đập bả cố tình cho ông biết mà. Lúc này bắt đầu ông mới ngừng lại, bấm cái tivi nhỏ lại, bấm xuống cái có gì đâu bà làm gì mà bà than khổ than trời than đất dữ vậy. Bà nói ông nhìn tôi nè, ông nhìn vô đi, bây giờ da mặt chảy xệ hết trơn, bây giờ tôi xấu quá trời làm sao mà kéo lại cái nhan sắc tôi được. Bởi vậy phụ nữ mà lấy chồng lấy con nó khổ hết có biết không. Ông nói người khổ là tôi nè, trời ơi mà tôi chưa than nữa mà tại sao mà bà than. Cái bà mới nói ủa ông làm gì than, đàn ông của tụi ông có lo lắng chồng con hay là nhà cửa bếp núc gì đâu mà xuống sức xuống dốc xuống sắc. Có tụi tôi phụ nữ mới xuống sắc chứ tụi ông có gì đâu xuống sắc. Có ngày ăn no nằm đọc báo xem tivi là sướng cuộc đời, có gì đâu phải xuống sắc. Còn phụ nữ tôi này làm tối ngày mới xuống sắc. Đó bây giờ ông nhìn tôi coi, nhìn hết ra tôi còn nhìn tôi không dám nhìn nữa, đừng có nói ai mà nhìn. Xong ông mới nói trời ơi như vậy mà than khổ. Bà nghĩ lại đi, bà nghĩ lại coi tôi bà ai khổ hơn. Bà nói tôi khổ cho ai, ông nói tôi mới là người khổ nè. Bà nghĩ đi, bà mới có soi gương, bà mới nhìn có mấy phút hà mà bà nói trời ơi tôi chịu không nổi cái nhan sắc của tôi không thể nào tôi nhìn được, tôi chịu không nổi. Mà bà nghĩ đi, bà nhìn mấy phút bà chịu không nổi, mà trong khi ngày tôi ngày nào cũng ngày ngày tháng tháng tôi phải nhìn nhan sắc của bà, tôi phải nhìn của bà, có phải nỗi khổ của tôi gấp vạn lần bà không? Bà nhìn mấy phút bà chịu không nổi mà tôi trong khi ngày ngày tháng tháng tôi phải nhìn bà đó, tôi khổ hơn bà chứ. Lúc này bấm đấy đồ quý. Bỏ đi trước ngày sau. Là một cái mẫu chuyện hài hước nó nhắn cho vui, nói về cái nỗi khổ của đàn ông mà nó tiếu chọc vợ đó quý vị. Thì em xin phép kể thêm cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện này nữa nghe quý vị. Một mẫu chuyện này cũng nhắn thôi mà nó cũng rơi vào cái tình huống hài hước cực kỳ đó quý vị. Thì nói về hai cái anh bạn nhậu, hai cái người này giống như người ta nói bằng ngày đi guộng gãy hay đi làm gì đó thì tối về thỉnh thoảng cũng bài ra nhậu, mà hai anh này hôm nay là giống như buồn chuyện tình yêu tiền gì không biết mà cứ ngồi mà than thở rồi cái nhậu nhẹt hoài luôn, cái kiểu mà thất tình si tình đó nhậu dữ lắm, cái kiểu mà ngồi tám vui rồi xưa kia ta ở trên trời vậy đó, vì không uống rượu nên bị đày xuống đây, bây giờ ta phải uống cho say, lỡ mà có sơ gan lũng ruột thì ta lại bay về trời đó, cứ nói tám tới tám lùi đủ thứ gì đó. Thì cái anh kia ổng mới bắt đầu mới ngồi ổng tám tám hồi cái ổng nói ê ông, tôi hỏi thiệt ông chứ ông biết chân tình là gì không? Tại vì thất tình mà, thất tình mới nói ông có biết chân tình là gì không? Cái ông kia ổng bắt đầu ổng cũng đuối rồi, chân tình là gì, bắt đầu ổng mới không có trả lời mà ổng nói vậy chứ ông biết chân thật là gì không? Chân thật là như thế nào không? Cái ông kia nói thì chân thật mà tôi hỏi ông về chân tình.
Ông kêu nói ừ thì chân tình tôi biết rồi, nhưng tôi muốn hỏi ông chân tình là gì, có phải là chân thật không, chân thật là chân tình chứ gì nữa. Ông kêu nói chân thật là chân thật, còn chân tình là trong tình yêu cái này cái kia đó, là bây giờ ông có biết là chân tình là như thế nào không, là một người chân tình với mình như thế nào không. Thì ông kêu nói vậy ông biết người chân thật là như thế nào không. Đó có bao nhiêu mà hai ông cự nhau ôm sầm chuyện có chút xíu à, nhậu vô là ta nói nghe rượu vào là lời ra là vậy đó, cho nên cự nhau ôm sầm. Thì vô tình có cái bà bán tàu hũ non á, cái bà thím bán tàu hũ, bà đi ngang bà gánh ái tàu hũ không ai tàu hũ, thì hai ông này đang nhậu cũng hả mồi mồi cũng cửng cửng rồi, kêu vô ăn chén tàu hũ để mà cho nó mát lòng mát dạ xuống. Thì mấy sẵn kêu vô bà vô đây bán đi, bán hai chén tàu hũ đi. Bắt đầu bà ngồi xuống hút, cái bắt đầu hai ông này sẵn chén mới hỏi bà thím, bà có biết thế nào là chân thật và thế nào là chân tình không, bà từng tuổi này chắc bà biết rồi, bà giải thích đi nào là chân thật, nào là chân tình, thế nào là chân thật và thế nào là chân tình. Thì cái bà này mới nói trời có gì đâu mà hai cậu không biết, chuyện giả ợt à, thì giữa hai chân thật đó là chân tình ngay giữa hai chân thật hai bên, còn chân tình là ngay giữa đúng không, có gì cũng hỏi nữa, chân giữa là chân tình đúng không quý vị, đừng ai nói sai nữa nha. Người ta nói là vợ chồng là cự nhau là cái chân tình đó nó làm quà đó, không không phải đơn giản đâu đó. Thì em nghe đâu đó được thì em gửi đến quý vị những cái mỗi chuyện vắn, thì em sẽ tiếp tục gửi cho quý vị thêm một cái câu chuyện vắn này nữa nha quý vị, để cho cùng với Tấm Cúc có 5-10 phút thư giãn trong cái kênh của Tấm Cúc nha. Rồi tiếp tục quý vị ơi, thì để em kể cho quý vị nghe tiếp một cái mẫu chuyện thứ ba này nghe quý vị. Cái mẫu chuyện thứ ba này nói về cái thằng ghế mà nó chơi lại cái ông mà nhặt da tương lai như thế nào, rất là vui. Thì em mời quý vị nghe tiếp nha. Đó là cái số như thế này, là hôm nay ghế á, ghế tương lai á, nó mới gọi gọi mà điện thoại qua nhà của bồ á, ha, gọi mà ngày xưa điện thoại bàn không đó quý vị, cho nên gọi ghen ghen qua. Cái bắt đầu bên kia thường thường cái anh chàng này anh gọi qua là cái cô ghế ông bắt máy, cô ghế ông tên Văn bắt máy, mà hôm nay á thì điện qua cũng như mọi ngày là ghen ghen cái bắt đầu bên kia nghe gỡ gỡ máy cộp cộp đó, cái bên đây alo con chim nhỏ của anh hả. Thì bên hai á là cái cô Văn không có nhà, cho nên có ông bố ông bắt ông đây, không có con chim nhỏ con chim bố được không đó. Cái anh ông ghế tương lai nào mới nói cho con xin lỗi bác, con xin lỗi bác ơi, dạ thưa bác, dạ em Văn có nhà không bác. Cái ông này ông bắt đầu ông bực rồi, nghe nói chim nhỏ là ông bực, ông nói Văn đó không có nhà, không lẽ nó là người vô gia cư. Cái anh này nó bác ơi bác hiểu lầm ý con rồi, con không phải nói Văn không có nhà mà con hỏi Văn có nhà hay là Văn đi làm mà dạ bác. Ông nói làm rồi. Cái bắt đầu anh này nói dạ bác ơi, bác có thể cho con xin cái số điện thoại của em Văn không bác, con gọi em Văn có tí việc bác ơi. Cái ổng bắt đầu con Văn nó xài nhiều số lắm. Cái anh này nói dạ 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 bác ơi, bác chỉ cần cho con một số của Văn được rồi, Văn xài nhiều số, bác cho con xin một số của Văn được rồi, cảm ơn bác. Cái mấy tám, cái anh này nói dạ dạ rồi tám ở gì nữa bác. Nó ủa cậu mới xin tôi số của Văn cho số thôi thì tôi cho số rồi còn đòi hỏi gì nữa. Nó nói dạ bác ơi con số 8 con đâu gọi được còn nữa bác ơi, bác đọc cho con luôn đi cái dãy số của em Văn đi bác. Này 8 7 6 5 4 3 2 1 rồi cậu muốn sắp xếp sao đó cậu sắp xếp làm khó nhau vậy đó. Cái anh này anh mới đây trời ơi bác cho kiểu này ông có nội con gọi con không được chứ đừng nói con thôi bác ơi bác cho cái này là con không thể nào gọi được, thôi bây giờ thôi thôi con gọi không được thôi con bác làm ơn bác chuyển lời giùm con đến em Văn. Và ông hỏi về chuyển vụ gì. Dạ bác ơi, dạ hôm nay con đi đến bệnh viện Từ Dũ á, con lấy kết quả là bệnh viện á, người ta nói em Văn á là có thai 3 tháng rồi không có thể phá thai được ngăn bác, cho nên bác chuyển lời giùm với là em Văn là không có khóa thai được mà em Văn có thai 3 tháng rồi nghe bác. Nghe bác em đây cái gì, trời ơi trời tôi xỉu. Thế là ông bỏ cái máy cho ông ngắt liệm đó là cái anh chàng này một cái kết thúc mà quay đầu lại làm cho ông phải bất ngờ đó, hành người ta hành lại cái xỉu luôn đó là những tình huống mà hài hước vui quý vị. Thì Tấm Cúc muốn gửi đến cho toàn thể quý vị mình những cái phút giây thư giãn cùng với em, và những cái mỗi chuyện vắn vắn như thế đó rất là vui. Thì Tấm Cúc có những mỗi chuyện thì bà con gửi cho em những mỗi chuyện em sưu tầm, và những mỗi chuyện em biết từ ba em để lại hay là bà con cô bác trong nước hay ngoài nước đó, thì em rất là quý. Ai gửi chuyện cho em quý lắm, cho nên từ từ em sẽ kể lên hết cho bà con của mình nghe.
Chuyện nào cũng kể lên hết, mong quý vị có những chuyện vui thì gửi về cho Tấm Cúc qua địa chỉ email nguyễnkimcuc191181@gmail.com hoặc là gửi cho Cúc qua số điện thoại thì 0979789800. Tấm Cúc xin cảm ơn rất là nhiều. Chúc toàn thể bà con cô bác mình trong nước và ngoài nước vạn sự bình an, may mắn và hạnh phúc. Em xin chào và quý vị ngày mai đón xem tiếp chương trình của Tấm Cúc vào lúc 5:30 chiều ở Việt Nam nha quý vị. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mỗi ngày. Cảm ơn.